Chạy đâu vậy? Đứng lại đây. Đứng lại. Đuổi theo tụi bay. Chạy nè. Bắt lại đi. Đi. Quỳ xuống hết rồi. Quỳ xuống. Cầm miệng. Mày hả mày? Chúng tự mày. Đâu ăn bỏ lên. Qua đi mày. Gì vậy? Muốn làm gì vậy? Bắn đầu mày bây giờ. Quỳ. Cậu sao vậy? Chạy. Khỏe luôn. Đây qua tôi thử rồi, có gì vui không? Đi. Rồi tìm chỗ nào uống rượu đi ha. Đã luôn á. Sảng khoái thiệt ha. Ngày mai tiếp tục. Ừ, yên tâm.
Quay lại. Chạy đâu? Chạy đâu? Quang đi Quang. Chạy đâu hả? Lại. Nắm chặt. Công phu cô tốt như vậy, chắc là thành viên Athena mà ngài Miyashita và đại tá Fukaya đang truy nã khắp nơi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta sẽ tha cho một mạng. Nếu không... Cô nắm chặt tay tôi, đừng buông ra, nắm chặt. Cô cứu tôi thì có ích gì? Cha mẹ và em trai tôi chết hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Tôi còn bị cái đám cầm thú đó. Anh ấy sẽ không chấp nhận tôi như vậy nữa. Cô hãy để cho tôi chết đi cho rồi. Cô đang nói tới người cô yêu cô đúng không? Hai người là thật lòng yêu nhau phải không? Vậy thì cô nên lựa chọn tiếp tục sống. Nếu như đổi lại là cô cũng hy vọng anh ta chọn cách sống tiếp. Nếu như cô chết, anh ta sẽ rất đau khổ, nên cô đừng làm vậy. Tôi chết rồi, anh ấy chỉ tạm thời đau khổ thôi. Nhưng nếu như tôi tiếp tục sống thì anh ấy sẽ đau khổ suốt cả đời. Cô không hiểu được đàn ông trên thế gian này đâu. Khi cô là con gái, anh ta sẽ coi cô là bảo bối. Khi cô biến thành đàn bà, anh ta sẽ coi cô như cỏ dại. Thay vì để bị anh ta chê cả đời, chỉ bằng chết đi cho rồi. Như vậy anh ta còn nhớ tới sự trung trinh của cô, sau này cũng sẽ nhớ tới cô như một người số khổ. Cô buông ra đi. Cô gì muốn anh ta nhớ tới mình mà muốn chết vậy, có đáng hay không hả? Cô thật là ngốc. Con người còn sống thì mới có hy vọng được. Nếu anh ta vì cô gặp bất hạnh mà bỏ rơi cô, vậy thì anh ta đối với cô không phải là thật lòng. Người như vậy càng không đáng để cô chết. Cô phải sống thật tốt, quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Cô nhất định chưa được người đàn ông thật lòng yêu cô xuất hiện mà. Tôi một mình không nơi nương tựa, không biết sau này phải sống tiếp thế nào. Xin tiểu thư nhận tôi. Lúc nãy tên người Nhật đó cũng nói rồi, nếu như cô đi theo tôi, cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cô không sợ sao? Có thể đi theo đại anh hùng như tiểu thư là phúc phần của tôi. Tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì với ai hết. Tên của cô là gì? Vô Ngân, Quý Vô Ngân. Thank you.
Năng lực cô gái này yếu quá, dẫn đi theo không tiện cho lắm. Không sao, cô ấy hiểu chuyện. Nếu tôi đã cứu cô ấy thì phải chịu trách nhiệm cho tới cùng. Được, tối nay bọn anh hành động chỉ vì muốn cứu thêm vài người dân vô tội, không phải bám theo em đâu, tình cờ thôi. Được, mạnh ai nấy làm đi, thời gian cấp bách, cứu được người nào hay người đó. Được, anh đi bên đó. Chúng tôi đi bên này. Được. Nè, cẩn thận một chút. Anh cũng vậy. Được vậy? Sao em như người mất hồn vậy? Em không khóa cửa em không biết sao? Anh đứng sau lưng em không cảm nhận được sao? Anh thấy em đi với Oda không yên tâm lắm nên tới thăm em. Không có chuyện gì chứ? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hồi nãy tôi nghe Oda nói mấy người bọn chúng đã bắt giữ Toàn Phúc rồi, sau đó nhờ người giết ông ta. Anh có biết gì về chuyện này không? Thật ra lúc khám nghiệm tử thi của Toàn Phúc, tụi anh đã suy đoán như vậy rồi. Lời nói của Oda tối hôm nay đã chứng minh suy đoán của tụi anh là đúng. Vậy các anh có thể bị bại lộ thân phận không? Không có. Toàn Phúc không biết chuyện của tụi anh cho nên sẽ không bị ảnh hưởng. Với lại em cũng nhìn thấy bây giờ Oda vẫn chưa nghi ngờ chúng ta. Cảm ơn em đã quan tâm anh. Sao tay của em lạnh dữ vậy? Bị bệnh sao? Tôi không sao. Không muốn nói cũng không sao. Em nhìn anh đi. Nói anh nghe, em vẫn an toàn.
Em đừng suy nghĩ gì hết, nhắm mắt ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai rồi tính, được không? Ngủ đi, tối nay anh không về đâu, sẽ ở đây với em. Anh ngồi ở đây. Nhắm mắt lại. Bách Lạc Môn. Đùa giỡn quá trớn rồi đó. Chạy lên trên. Chạy. Ai kêu mấy người nổ súng? Tôi kêu mấy người nổ súng sao? Tự ý hành động. Ông chủ, đôi nam nữ đó võ công lợi hại quá, không dùng súng không thể bắt được bọn chúng. Bây giờ cái người nổ súng rồi, vậy có bắt được họ chưa? Họ đâu? Cô gái đó có bị trúng đạn không? Dạ không có trúng. Nếu các người làm bị thương cô ấy thì tất cả các người đều phải chết dưới tay tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Vào trong thay bộ đồ ngủ hở hang này của em ra giùm anh đi. Đi mau. Bây giờ anh đứng ở đây làm sao mà tôi thay đồ được? Vậy thì anh không đứng ở đây, anh có thể đứng ở đâu? Vậy tôi không thay đâu. Em muốn để cho anh nhìn thấy
hay là em muốn đứng ở đây chờ mọi người tới đầy đủ? Tất cả mọi người cùng anh nhìn ngắm em đi. Lưu manh, mau đi thay đồ đi. Ai, trời, kéo nhẹ nhẹ thôi. Nè, quay đầu ra chỗ khác đi. Nhắm mắt lại. Em thay đồ xong chưa vậy? Em nghĩ ai biết anh ở chỗ của em không? Gần đây anh cũng không đắc tội với ai. Có nhiều khi anh không cần đắc tội với ai hết, mà chỉ cần người trước giờ anh tin tưởng nhất trở thành một con người khác thì cũng đủ làm cho anh tổn thương. Đại ca, Lưu Ly Tử cô đơn lắm đó. Đừng giỡn. Đông, Đông. Đừng giỡn. Đại ca, đừng giỡn nữa mà. Em cười gì? Bọn họ chọc hết phần của em luôn rồi. À, em có chuyện này muốn hỏi. Cái tên tiến sĩ người Nhật gì đó, hắn ta đang nghiên cứu sản phẩm mới gì vậy? Tại sao không thể làm ở phòng thí nghiệm gần Thượng Hải mà phải tới phòng thí nghiệm ở Duy Phường Sơn Đông? Học hỏi dư họ đi. Đại ca, tôi cũng muốn hỏi vấn đề đó mà. Thật ra tôi cũng không biết. Nè, coi đại ca người ta kìa. Hả? Mới sáng sớm nó sắp đầu chúng ta tới đây, vậy mà hỏi chuyện gì không có biết. Con người ta khi yêu dạo ai kêu bằng không luôn á. Lát nữa cướp được thì biết ngay thôi. Ê nè, nè, đừng có giỡn nữa mà. Tôi không giỡn, có động tĩnh. Nấu. Nhật lên. Mau lên, bắn đi. Dạ. Đi. Rút mau. Ah!
là bác Chi Ba. Đi. Em làm gì vậy? Em xin lỗi, người đó bây giờ không thể giết được. Có lý do gì mà không thể giết chứ? Em không thể nói ra. Người thì tránh ra. Trừ khi anh giết chết em. Acid fluoracetic. Toàn Phúc bị giết chết chính bởi chất độc này. Thứ mà trước giờ bọn Nhật vẫn luôn nghiên cứu chính là nó. Vậy làm gì với nó vậy? Cái ống thủy tinh này phải đào hố sâu chôn xuống hai chiếc xe đó, cho nổ hết luôn đi. Bác Chi Ba, bác Chi Ba ơi. Nè, bỏ súng xuống. Cô là... là Chi Han, con của vợ Inoue Chi Han. Tốt, con vẫn chưa chết. Con vẫn chưa chết bác ơi. Năm đó ông quản gia đã cứu con, giúp con may mắn thoát được tai kiếp đó, nên con vẫn còn sống. Tốt, tốt, tốt. Còn sống thì tốt. Còn sống thì tốt. Đâu, con qua đây cho bác coi. Chị Han của bác bây giờ là một cô gái trưởng thành rồi. Tốt quá đi. Cái này là nhờ Inoue trên trời linh thiêng phù hộ. Bác ơi bác, con sẽ mãi mãi ghi nhớ sự việc xảy ra vào năm đó. Bác là người duy nhất không chịu ký tên vào sổ thỉnh cầu. Con mãi mãi không bao giờ quên bác. Inoue với bác luôn bất đồng ý kiến về chiến tranh. Anh ta phản đối chiến tranh, còn bác là thành viên trong phái chủ chiến. Nhưng mà anh ấy là người bạn tốt nhất trong đời bác. Bác không thể vì cái chức tướng quân mà hủy đi tình bạn đó. Tướng quân có thể dẫn quân đánh trận, quyền lợi rất lớn. Bây giờ bác không phải tướng quân, vẫn bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa tàn khốc này. Bác đã thông suốt rồi. Công việc như bây giờ là thích hợp với bác nhất. Bác Chi Ba ơi, một trong những mục đích con về đây lần này chính là để tìm bác đó. Năm xưa xảy ra chuyện như vậy khi con còn nhỏ, con không hiểu gì. Con muốn hỏi bác, trong những thành viên của quân bộ hiện giờ, có ai đã ký tên vào sổ thỉnh cầu của năm đó hay không? Còn tới trả thù sao? Gần đây quân bộ nhiều lần đụng độ với kẻ tên Athena, chính là con sao? Không phải, không phải là con. Nhưng con muốn biết sự thật của chuyện năm đó. Muốn biết cha mẹ con thật ra đã chết oan uổng ở trong tay ai. Con biết trong sổ thỉnh cầu năm đó có 6 chữ ký: Hanada, Shimizu, Takahashi, Aoyama. Và còn hai người nữa là ai chứ? Bác Chi Ba. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bác sợ hai tên đó nghe được. Chuyện này nếu để người ngoài biết con vẫn còn sống, con sẽ gặp nguy hiểm, có biết không? Bác muốn bảo vệ con, bác không muốn con đi trả thù họ. Điều này rất nguy hiểm đối với con. Vụ bê bối 10 năm trước bây giờ vẫn còn là một bí mật. Bác không muốn con vì chuyện này mà trả thù họ. Như vậy là sai càng thêm sai. Chị Han, mặc dù con là người Trung Quốc, nhưng mà con và mẹ con từng sống ở Nhật Bản với tướng quân Inoue rất lâu. Con đã lớn lên ở đó. Bác không muốn con với đồng bào của chúng ta tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà bọn họ đã giết chết cả gia đình con.
Cha dưỡng của con, tướng quân Inoue, không phải cũng là đồng bào của họ sao? Tại sao bọn họ lại giết ông ấy chứ? Bọn họ cũng là người, đều có lòng tham. Nếu như Inoue không ngã thì bọn họ biết đi đâu lập công đây. Nói như vậy là hai tên còn lại ở trong sổ là Miyashita và Fukaya. Bỏ đi Chihan, bác không nói cho con biết đâu. Tướng quân Inoue và mẹ con trên trời linh thiêng đều mong con có cuộc sống tốt, chứ không muốn con vì trả thù mà gặp nguy hiểm. Bác chị ba ơi, các con không biết chắc chắn là ai đi qua đây mà đã thực hiện hành động ám sát như vậy. Đám bạn bè đó của con biết thân phận của họ không? Con biết họ là ai hay không? Con biết họ có phải là người của Athena không? Bọn họ không phải, là con đã kêu họ tới đó. Con cứ tưởng hôm nay Fukaya đi qua đây, nhưng ai ngờ lại là bác. Nếu như hôm nay Fukaya đi qua đây thật, với hành động này của các con đã mất mạng hết rồi. Ban thư ký quân Nhật. Tiến sĩ Chiba, không có bị thương thật chứ? Không có. Coi như may mắn trong bất hạnh. Vật thí nghiệm tuy bị rớt mất nhưng vẫn còn may tôi không bị thương. Thành viên của Athena trong lúc đuổi theo giết tôi, cũng may có hai người này ra tay cứu được mạng tôi. Hai người cũng tình cờ quá ha, đều đang ở gần đó. Ồ, không phải đâu. Thật ra là hôm nay tôi đi thăm cô của tôi. Đường đi tới chỗ thăm cô ấy bắt buộc phải đi vòng một vòng lớn. Đi tới giữa đường thì tôi gặp tiến sĩ Chiba và Lưu Ly Tử, nên tiện đường tôi chở hai người họ về luôn. Tóm lại tôi cảm thấy không phải là cứu gì, nhưng mà nếu cô nghĩ vậy cũng được. Là tôi nói cho Lưu Ly Tử biết, hôm nay lúc tôi chuẩn bị xuất phát đã nói với nó. Nó nói để nó đưa tôi đi, chúng tôi liền để nó đi theo đoàn xe. Ai ngờ đâu suýt chút nữa đã hại nó. Nó cũng bị người ta tấn công. Tiến sĩ trở nên thân thiết với Lưu Ly Tử từ khi nào vậy? Còn cho cô ấy đưa ra ngoài ô xa xôi nữa. Lưu Ly Tử có tới tìm tôi mấy lần, đối với pháp y rất có hứng thú. Tôi thấy nó chịu cố gắng nên nghĩ bụng không biết chừng nào có thể nhận nó làm học trò. Nếu như một ngày nào đó tôi nhận con bé này làm học trò của tôi, không biết là Oda có đồng ý hay không. Hai người có thấy rõ tình hình bên Athena không? Hình dáng của chúng ra sao? Tổng cộng bao nhiêu người? Tôi không có nhìn rõ. Thật ra lúc đó tôi không có đánh trực diện với Athena. Bọn họ nấp trong bóng tối tấn công chúng tôi. Binh sĩ của chúng ta bị giết rất nhanh. Tôi không dám ở lâu. Để bảo vệ tiến sĩ, tôi đành đưa ông ấy đi trước. Cũng may là ngay sau đó gặp được Nạp Lan. Được rồi, nếu đã không sao, vậy tôi về trước đây. Chuyện vận chuyển mẫu vật thí nghiệm chờ tôi chuẩn bị xong rồi tính có được không? Được rồi. Xin lỗi tiến sĩ, gây thêm phiền phức cho ông. Không giống phong cách gây án trước giờ của Athena. Chẳng lẽ mục tiêu gây án của bọn chúng lần này không phải tiến sĩ, mà là mẫu vật thí nghiệm trên xe ông ấy? Làm sao bọn chúng biết được là hôm nay chúng ta có chuyến vận chuyển mẫu vật thí nghiệm? Anh Oda, ý của anh là sao? Đại tá, cô không cần nổi nóng. Tôi chỉ đang suy đoán hợp lý thôi. Bởi vì tôi nghĩ ở trong quân bộ, người biết chuyện hôm nay tiến sĩ đi tới Duy Phường không nhiều. Trong số những người biết, có lẽ có ai đó đã bán tình báo cho người của Athena. Tôi đồng ý với cách nói của thư ký trưởng Oda. Trước đây Athena toàn là ám sát các quan chức Nhật Bản. Giữa các thành viên, mỗi người đều hành động độc lập. Nhưng mà cuộc tập kích ngày hôm nay cho thấy nó khác hoàn toàn với cách thức trước đây của chúng. Nếu như không có được tình báo chính xác, rất khó giải thích sao đột nhiên chúng lại hành động tập thể. Còn mọi người thấy sao? Tôi còn có một điểm thêm nghi vấn. Athena cướp lô hóa học đó để làm cái gì? Sau khi bọn chúng cướp được, còn phải có phòng thí nghiệm để bọn chúng thanh lọc, pha trộn và bóc tách mới có thể sử dụng được. Chẳng lẽ ở Thượng Hải này
có phòng thí nghiệm của đảng cộng sản hay sao? Được rồi, mọi người ra về hết đi. Nội gián. Phòng hậu cần kỹ thuật. Em làm sao vậy hả? Thưa biết lãnh sự quán toàn là lan sói, chuông cừu không ở, em vào hang sói làm gì? Nhiệm vụ hôm nay là em chủ động đòi tham gia đúng không? Ừ? Em cứu lão già chế tạo thuốc độc đó ngay trước mặt anh em của anh. Em kêu anh làm sao anh nói với họ đây? Anh nói nhỏ một chút được anh không? Anh không nói nhỏ được đâu. Lưu Ly Tử, anh cho em biết, từ giây phút em cứu lão già đó, trong lòng anh như có ngọn lửa. Ngọn lửa đó bây giờ sắp đốt cháy anh rồi. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao em lại cứu lão ta chứ. Để em pha trà cho anh uống bớt nóng ha. Pha trà cái gì chứ? Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ được em lại đi cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh. Giờ em pha trà gì cũng vô dụng thôi. Em cười 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 cái gì mà cười hả? Đừng tưởng đây là ban thư ký rồi anh không dám làm gì em nha. Em có tin là anh có yêu em không? Thì yêu vẫn yêu, nhưng mà anh không yêu em thì bây giờ anh có như vậy không? Chính vì anh yêu em quá cho nên anh đau ở đây nè, hiểu chưa? Anh yêu em thì phải tin em, cũng giống như em tin anh vậy đó. Chúng ta sẽ không làm chuyện gì gây hại cho nhau, được không? Cuối cùng vẫn không chịu nói luôn hả? Phim được dịch và em hứa với anh, tại phim TV. Chờ sau khi tất cả chuyện này lắng xuống, anh chắc chắn là người đầu tiên biết được sự thật. Lần này hai người thật sự đã làm rất tốt, lấy lại thể diện cho ban thư ký chúng ta. Hai người biết đó, đại tá Fukaya từ trước tới nay toàn xem thường ban thư ký chúng ta. Tôi nghĩ là do phân công công việc khác nhau thôi. Sao đại tá Fukaya coi thường ban thư ký được chứ? Thư ký trưởng tiền nhiệm Shimizu đã bị Athena ám sát. Mấy tin tình báo quan trọng đều bị trộm trong nhà Shimizu. Từ đó về sau, đại tá Fukaya nhìn chúng ta giống như đang nhìn một đám ăn hại. Cô ta ý mình từng có công đề bạc cho tôi lên làm thư ký trưởng, cho nên chèn ép tôi khắp nơi, lúc nào cũng ở trước mặt ngài tổng lãnh sự, nói nhìn người đi trước làm gương, kêu ngài tổng lãnh sự yêu cầu tôi đem sổ mật mã và hồ sơ chuyển qua cho cô ta giữ. Nhưng mà cũng may tòa nhà lớn đó, cơ quan khắp nơi, nếu không tất cả hồ sơ tuyệt mật được cất giữ ở trong đó có lẽ đã bị cô ta chiếm đoạt đem về quân bộ cất hết. Hồ sơ tuyệt mật không phải nên cất trong tủ bảo hiểm sao? Phòng lưu trữ chính là cái tủ bảo hiểm tự nhiên đó. Có thể nói tòa nhà lớn này được thiết kế vô cùng tinh vi. Có nhiều lúc tôi thật không hiểu nổi cô ta có gì mà đắc ý dữ vậy. Bến Thượng Hải cô ta nắm binh quyền, hai phụ tá là Takahashi và Aoyama lần lượt bị Athena giết chết. Cả chồng chưa cưới của cổ Hanada cũng không giữ nổi, nhưng mà cô ta vẫn bày ra cái bộ mặt cao quý hơn người. Thật ra đại tá Fukaya luôn làm tròn chức trách, chẳng qua là vì lợi ích của đế quốc mà không được lơ là, nên khi làm việc mới thận trọng như vậy thôi. Coi bộ chỉ có anh Nạp Lan mới thông cảm cho nỗi khổ của đại tá Fukaya nhất. Hèn gì đối với anh, cô ta luôn nặng tình. Đâu có đâu. Thư ký trưởng đại nhân, chúng tôi tìm được một phóng viên người Mỹ rồi. Hai người về phòng làm việc trước đi. Chúng ta đi. Nè,
Anh có muốn nghe bọn họ đang nói gì không? Làm như em có cách gì? Năn nỉ em đi. Thì năn nỉ em. Năn nỉ lần nữa đi. Năn nỉ. Cho nên chúng tôi chắc chắn phóng viên người Mỹ đó là một trong những kẻ tích cực phát tán tin tức bất lợi cho chúng ta. Chủ yếu là coi sức mạnh trong bài viết của hắn có đủ đạt tới hiệu quả bắn một chết trăm hay không. Cái này chắc có lẽ là được. Nhưng mà bọn họ đều là phóng viên có nhiều kinh nghiệm. Thôi được rồi, vậy thì tối mai anh đi tới đường Quảng Châu, chặn tên phóng viên người Mỹ lại, rồi giết hắn đi. Đem thi thể bỏ trước cửa tòa soạn báo, để tất cả mọi người đi ngang đều có thể thấy kẻ đối đầu với hoàng quân sẽ có kết cục thế nào. Bàn thư ký chúng ta không phải vừa có hai tướng tài mới sao? Thư ký trưởng đại nhân có thể phái họ đi chặn được. Bây giờ tôi muốn anh đi làm. Đây là mệnh lệnh. Dạ. Sao em có vẻ thông thuộc tòa nhà này quá vậy? Trước đây tới rồi hả? Lưu Ly Tử, có đang bận không? Chúng ta đi uống ly cà phê. Được thôi, đi. Nạp Lan thiếu gia, anh tới tìm tiểu thư phải không? Tiểu thư nhà cô có ở đây không? Có. Tiểu thư, Nạp Lan thiếu gia tới tìm chị nè. À, ra liền. Mời vào. Tới rồi hả? Anh tới làm gì? Chị Linh kêu anh tới chuyển lời, nói là tiểu thư với hai chúng ta qua đó một chuyến. Vậy Nạp Lan thiếu gia phải làm sao? Không sao đâu, mọi người đi đi, anh chờ ở đây cũng được. Vậy lát nữa gặp. Được rồi. Tiểu thư, chị Linh quan tâm tình hình của chị nên mới hỏi chúng ta nhiều như vậy. Tóm lại hai người đừng tiết lộ tôi đi đâu là được rồi ha? Nhưng mà chuyện này muốn giấu cũng đâu có giấu lâu được. Cô nghĩ coi, cô quen rất nhiều người ở lãnh sự quán. Một người nào đó tới Bách Lạc Môn buộc miệng nói ra, chị Linh chắc chắn cũng biết. Giấu được ngày nào thì hay ngày đó đi. Tôi không muốn chị Linh vì tôi mà lo lắng không yên nha. Ừ. Em xin lỗi vì để anh chờ lâu. Không có gì đâu. Chị Linh hỏi em chuyện gì? Chị Linh hỏi em là mấy ngày nay đã đi đâu. Em nói em đi dạo phố rồi đi tới nhà anh. Ồ, được. Nếu như lát nữa chị Linh hỏi gần đây em đã đi đâu, anh cứ nói là anh không biết ha. Ê, sợi dây chuyền này đẹp quá, anh đeo cho em ha. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Nhìn tay của anh vụng về kìa, đeo dây chuyền cũng không đeo được. Em không vui sao? Chị Linh chị ấy cũng vì quan tâm tới em mới hỏi em nhiều vậy. Em đừng có không vui hả? Không phải em không vui vì chị Linh, mà là vì anh. Vì anh? Tại sao vậy? Ví của em đâu? Ồ, ví của em lúc nãy để ở trên bàn, nên anh đã cất nó vào trong ngăn kéo rồi. Anh còn tìm gì nữa? Anh đã nhìn thấy gì? Anh nghi ngờ cái gì? Anh không tin em đúng không? Em cố ý để anh ở trong phòng một mình chính vì thăm dò anh phải không? Anh về đi. Không tiện nha. Anh rất hối hận vì hôm nay đã tới đây. Tiểu thư, không có sao đâu, em có chìa khóa dự phòng. Ê, ê, cái... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Em cũng không biết nữa, lúc nãy không phải rất vui vẻ sao? Đúng vậy. Lưu Ly Tử, anh nói cho em biết anh nhìn đủ rồi. Em không nói cho anh biết chuyện gì em cũng bắt anh đoán. Từ khi em vào ban thư ký làm việc, lúc nào anh cũng thấp thỏm lo âu. Anh rất ghét cái cảm giác em không cho anh can thiệp vào chuyện của em. Cho nên anh có thể biến bị động thành chủ động, trực tiếp đi vào phòng của em, tự tìm ra đáp án, phải không? Nếu như em tin tưởng anh, có chuyện gì em cũng nên nói cho anh biết chứ. Nếu như anh tin tưởng em, thì anh không nên nghi ngờ em. Anh nghi ngờ em tức là anh không tin tưởng em. Anh nghi ngờ em sao? Hành động của em gần đây rất kỳ lạ, anh không thể không nghi ngờ được hả? Cho nên em đã gài một cái bẫy thăm dò anh có phải không? Em gài bẫy để thăm dò anh sao? Phải. Em rất muốn coi thử sự nghi ngờ của anh đối với em nghiêm trọng tới mức nào. Anh không chờ đợi được mà vội vàng nhảy vào bẫy của em rồi. Anh không muốn cãi nhau với em. Lưu Ly Tử, anh nói cho em biết, em hãy suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc chúng ta gặp vấn đề gì? Trước đây cho dù chúng ta cãi nhau ầm ĩ thì khi hành động chúng ta cũng là cộng sự ăn ý. Nhưng giờ thì sao? Trước đây em từng nói, cho dù là bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, che chở lẫn nhau. Bây giờ thì sao? Em có còn giữ lời hứa ban đầu hay không? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Sao anh không nghĩ thử hôm nay ai là người gây sự trước chứ? Nếu như anh không vào phòng em liên tục lục lọi đồ đạc thì anh còn dám nói em? Không thèm nói với anh nữa, đã tới giờ em đi biểu diễn rồi. Nói rõ ràng rồi hẳn đi. Em không muốn ở lại, anh giữ em được không? Em thử đi. Chị Linh à, thật là ngại quá, khuya như vậy còn tới làm phiền chị. Thư ký trưởng Oda, cậu ghé tới cung Loli chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Sao cậu nói là làm phiền chúng tôi chứ? Thật ra tôi đã từng đi lên sân thượng, tôi biết đường đi rồi. Chị Linh, không cần đi theo tôi đâu. Thư ký trưởng Oda, cậu là khách VIP, tôi cùng cậu lên sân thượng là chuyện nên làm mà. À phải rồi, một lát nữa tôi nhất định mắng con bé Loli Tử, tôi thấy nó càng ngày càng không hiểu chuyện. Biết rõ tối hôm nay thư ký trưởng sẽ tới đây mà lại lên sân thượng nói chuyện riêng với Động thiếu gia, không chịu xuống đây tiếp đón thư ký trưởng. Cổ không biết tối nay tôi tới tìm cổ đâu. Tôi tới đột ngột chứ không hẹn trước. Tối nay tôi muốn tạo cho cổ một bất ngờ. Chị Linh, chị phải giữ bí mật cho tôi nha. Thư ký trưởng, cậu thật sự có lòng quá rồi. Đối với Lưu Ly Tử nhà chúng tôi quá ưu ái rồi. Tôi không phải là vô cớ làm vậy. Lưu Ly Tử bây giờ là cánh tay đắc lực của ban thư ký chúng tôi rồi. Tôi có lòng với cổ cũng là chuyện hết sức bình thường mà. Nó tới ban thư ký, sao tôi lại không biết chuyện này? Thì ra là như vậy. À nè, thư ký trưởng, mời. Được.
Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Thì ký trưởng Oda, sao anh cũng lên đây vậy? Tôi lên đây coi thử hai người đang nói chuyện gì. Chúng tôi đang chia sẻ điều tâm đắc trong công việc của chúng tôi thôi. Hai người rất có trách nhiệm với công việc. Tôi nên thưởng cái gì cho hai người đây? Thưởng cái gì chứ? Công việc của chúng tôi mà, đâu có gì đâu. Thư ký trưởng Oda, không phải là cậu có chuyện muốn nói với Lưu Ly Tử sao? Đồng thiếu gia, tôi vừa mới mua mấy chai rượu Pháp thượng hạng, cậu muốn uống một ly với tôi không? Đi thôi Đông thiếu gia. Lưu Ly Tử, gần đây cô làm việc ở ban thư ký rất vất vả cực khổ, có muốn tôi thưởng cô cái gì không? Thư ký trưởng sắp xếp cho tôi một công việc ổn định như vậy rồi, tôi cảm ơn còn không kịp nữa, đâu dám đòi phần thưởng gì chứ. Vậy đâu có được. Hay là như vậy đi, tôi tặng cho cô một món quà mà cô thích cho cô ha. Quà gì vậy? Sau khi tôi chuẩn bị xong cô chắc chắn sẽ biết mà. Lưu Ly Tử à, trời mưa lớn lắm đó, hai người vào trong nói chuyện đi. Đi thôi. Đi đâu đây? Tới rồi. Hả? Anh làm gì vậy? Tôi có một món quà muốn tặng cho cô. Giờ nghỉ trưa tặng quà cho tôi sao? Cô nhìn đi, coi có thích không? Rất thích. Cảm ơn anh, anh đúng là rất có lòng. Không phải là cô nói cô rất thích cây ô liu sao? Cho nên tôi mua cây ô liu tặng cho cô. Như vậy hàng ngày tôi có thể tưới nước cho nó, ngắm nhìn nó sinh trưởng phát triển. Nói chuyện gì mà vui vậy? Trồng cây hả? Đúng vậy. Để tôi trồng cho. Nè không cần, anh hãy để tôi trồng. Không được. Thư ký trưởng Oda, chuyện nhỏ như vậy không thích hợp với anh đâu, thích hợp với tôi thôi. Để tôi làm cho. Vậy để tôi đắp đất nè. Vậy để tôi tưới nước ha. Vậy để tôi nhổ cỏ. Nè anh tưới nước nhiều quá, anh làm nó chết đó. Hai người tránh ra đi, cây của tôi để tôi tự trồng. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cùng Thủy Bình. Mọi người đang làm gì đó? Chào ngài Miyashita. Mọi người đang trồng cây gì vậy? Cây ô liu. Cây ô liu à? Ở đây không cần cây ô liu, mau nhổ nó đi. Dạ. Ban thư ký quân Nhật. Sao ăn xin lại ngồi trước cửa lãnh sự quán chúng ta vậy? Cái bà già ăn xin này cũng to gan lắm đó. Đuổi đi, ngồi ở đây để ngài Miyashita nhìn thấy sẽ mắng chúng ta. Dạ đó. Nè, bà có nghe thấy không? Nè, cái bà đây, đứng lên coi. Đứng lên. Có chuyện gì vậy? Bà, đại tá, bà già ăn xin này hình như hôn mê bất tỉnh. Tôi kêu bà ta nhưng không thấy phản ứng gì hết. Nạp lan khí. Chào ngài tổng lãnh sự. Tình hình bà ta thế nào rồi?
không tốt. Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân rất yếu, vì bị sốt mấy ngày liền nhưng không được bác sĩ chữa trị, làm các cơ quan chức năng trong cơ thể bị tổn hại. Còn bệnh tình cụ thể cần phải tiếp tục quan sát thì mới biết được. Cô có biết ai bỏ bà ta trước cổng lãnh sự quán chúng ta không? Tôi không biết. Lúc tôi nhìn thấy bà ta đã hôn mê rồi. Hơn nữa bên cạnh bà ta không có ai. Thông báo Nạp Lan Đông chưa? Sau khi đưa bà ta vào phòng y tế, tôi đi tìm Nạp Lan. Anh Âu đã nói Nạp Lan đi tìm Nạp Lan Khiết vẫn chưa về, cho nên Nạp Lan không biết chuyện của bà ta. Tạm thời đừng nói cho hắn biết. Ý của ngài tổng lãnh sự là... Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Sau khi Nạp Lan Khiết tỉnh lại, lập tức thông báo tôi. Không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được nói cho Nạp Lan Đông và Lưu Ly Tử biết. Dạ. Lục Sơn, là ai? À, chúng tôi là người tốt á. Anh thấy gương mặt chúng tôi có hiền lành không vậy? Chúng tôi là người tốt, anh hùng Trung Quốc, anh hùng. Sao đánh tôi? Chúng tôi nhận được tin tức, vì anh phát tán rất nhiều tin tức bất lợi đối với người Nhật, chúng giết anh để răn đe mọi người chúng tôi tới để cứu anh. Hai người là Athena. Chỗ này không an toàn, không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Nào, đi. Đi. Hai người mất bẫy rồi. Là cô? Cô nói cái gì? Tên phóng viên này đã bị người Nhật mua chuộc. Hắn sẽ tiết lộ hành tung của hai người. Anh ấy vừa mới bị người Nhật bắn trúng chân, không thể nào bị mua chuộc được. Tôi không rảnh giải thích với hai người. Đông,
em đã nghe thấy trong văn phòng của Oda, phóng viên này đã bị người Nhật cứu chuộc rồi. Nè, hai người họ đang làm gì vậy? Tôi không biết. Chúng ta phải làm sao? Cô hỏi tôi câu này, hỏi tôi sao giảm cân còn hay hơn. Hay là hai người cho tôi đi đi. Không, không. Nè, anh dám đánh em sao? Đánh thì sao? Sao em dám giết nhân sĩ kháng Nhật? Tại sao anh lại không tin em chứ? Anh chỉ tin cái mình nhìn thấy thôi. Anh nhìn thấy em cứu tiến sĩ Nhật Bản, anh nhìn thấy em rành mọi ngóc ngách trong lãnh sự quán Nhật. Bây giờ anh lại nhìn thấy em giết nhân sĩ kháng Nhật. Anh đâu? Có người tới kìa. Ẩn nấp. Còn anh này thì sao? Đưa cho nhau. Đi, mau. Lưu Ly Tử. Mở lên, vào trong coi thử. Dạ. Báo cáo, không phát hiện được gì. Chẳng lẽ tên phóng viên người Mỹ đó đồng ý giúp chúng ta bây giờ lại nuốt lời sao? Cậu nói lúc nãy khi cậu giả bộ đuổi theo hắn đã bắn trúng chân hắn. Đúng vậy, tôi thấy hắn men theo con đường này chạy vào nhà thờ. Cái này là máu tươi, vẫn chưa đông lại. Ý của anh là âm mưu của tên phóng viên đó đã bị Athena vạch trần, sau đó bị giết chết. Cũng có khả năng này. Vậy chúng ta làm sao báo cáo với thư ký trưởng Oda đi? Nếu theo kế hoạch ban đầu, giết chết hắn, sau đó bỏ hắn ở cửa tòa soạn, vậy thì thư ký trưởng có kết quả mà anh ấy muốn, nhưng mà anh lại gây thêm phiền phức rắc rối. Nói gì mà mua chuộc hắn, có thể dù Athena xuất hiện, sau đó giăng lưới tóm gọn chúng. Bây giờ thì sao? Ngay cả thi thể cũng không tìm được. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Vậy cậu có nhìn thấy hình dáng của Athena không? Tôi chỉ nhìn thấy một nam một nữ, nhưng mà cả hai người đều bịt mặt nên nhìn không rõ lắm. Vậy cậu đừng trách cách của tôi không hiệu quả, mà nên trách cậu vô dụng. Anh đi. Anh nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Anh đưa em về cùng Luli hả? Cút. Không đâu. Cút đi. Không cút đâu. Anh xin lỗi mà anh đâu có biết hắn ta là gián điệp đâu. Em không nói với anh sao mà anh biết được chứ? Em đã nói với anh rồi mà, anh không tin em còn đánh em nữa. Không phải, anh chỉ là vậy anh. Nếu như em vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, tối hôm nay anh sẽ cố gắng bù đắp cho em có được không? Hả? Thank you.
chuẩn bị hành động. Đó rồi. Binh sĩ tập hợp, binh sĩ tập hợp, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, mau, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cô có phải nữ thần Athena mà ngài Miyashita muốn tìm hay không? Ngu quá, sao cô ta có thể nói cho anh biết sự thật? Phim được dịch và lồng cô tại không cần chờ đại tá tới. Cái buổi hỏi cung này hủy bỏ, đứng lên theo chúng tôi về phòng giam. Tại sao cô ta không tới? Trên đường đại tá đi tới đây đã bị tấn công. Đồng bọn của cô làm chuyện này đúng vậy không? Nạp Lan Đông, anh vẫn muốn ngăn cản em trả thù. Giữa hai chúng ta, cuối cùng anh vẫn lựa chọn bản thân mình. Cô ta chính là Lưu Ly Tử, nghe nói là vũ nữ hàng đầu của cung Lưu Ly đó. Thật ra cô ta là đảng ngầm của Cộng sản phía Bắc. Ồ, hèn gì dũng cảm dữ vậy. Làm rất tốt, giúp người Trung Quốc chúng ta được hả giận rồi. Hai anh làm ơn cho tôi lên trên đó. Đúng rồi. Tôi là mẹ của con bé đó. Là mẹ của anh Hùng hả? Nè nè, mọi người tránh qua chút. Cho qua, cho qua, cho qua. Thông cảm chút, làm ơn, cho qua. Mẹ của anh Hùng, Lưu Ly Tử, thiếu thơ. Nè nè, thông cảm chút đi, làm ơn. Lưu Ly Tử, Lưu Ly Tử, bình tĩnh lại đi. Tội nghiệp quá. Không thể nào là quẩy được, sao là quẩy được chứ? Tôi không có tin đâu. Tiến sĩ Chiba, sao lại tới đây? Sao đây? Không cho tôi vào trong sao? Tiến sĩ Chiba, mời vào trong. Bác Chiba, thật không ngờ là con còn có thể gặp lại bác. Con bé khờ này, bác đẩy con ra ngoài vòng rồi, sao con còn chạy vào làm gì chứ? Con đã bước vào cái vòng này từ lâu rồi, chỉ là bác Chiba không thấy thôi. 10 năm trước bác không cứu được Inoue, ai ngờ đâu 10 năm sau bác cũng không cứu được con. Ôi, bác thật vô dụng. Bác ơi, con muốn cầu xin bác hãy đồng ý với con một chuyện. Chuyện gì? Từ giờ đừng nghiên cứu loại khí độc mới nữa. Tác hại của vũ khí hóa học thật sự quá lớn. Có hàng ngàn hàng vạn gia đình sẽ vì nó mà bị hủy hoại tan nát. Bây giờ bác đang trợ lực cho cường quốc về quân sự, rút vũ khí hóa học độc hại xuống lãnh thổ của các nước yếu. Sau này cũng sẽ có một cường quốc về quân sự khác làm chuyện tương tự như vậy trên lãnh thổ Nhật Bản. Hai nước giàu chi
Con biết bao nhiêu người dân vô tội gánh chịu hậu quả. Xin lỗi con, bác không thể hứa với con. Nghiên cứu vũ khí hóa học là trách nhiệm của bác, cũng là tâm huyết nhiều năm của bác. Nếu bác từ bỏ công việc này, bác có thể làm gì cho đế quốc nữa đây? Bác sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Xin lỗi con. Con làm khó cho bác rồi. Người đâu? Tiến sĩ Chi Ba, nghe tổng lãnh sự nói đã tới giờ rồi, mời ông trở về. Nè, tránh ra. Ê, sao đi rồi? Nè, chắc người nhà của cổ nữa. Vậy là sao? Người đó là chồng của cô ấy đó. Đồng thiếu gia. Hả? Đồng thiếu gia. Đúng rồi. Đúng rồi. Đồng thiếu gia. Ê, sao thế? Người đó là... người đó quen lắm. Hình như là Nạp Lan Đông. Đúng rồi. Nạp Lan, cậu tới rồi. Việc gấp của cậu đã xử lý xong hết chưa? Làm phiền ngài quan tâm, xử lý xong rồi. Ừ, tốt. Hôm nay đặc biệt yêu cầu tới là bởi vì chúng tôi đã điều tra ra Lưu Ly Tử này chính là hung thủ đã giết hại thư ký trưởng Oda. Vừa hay cô ta cũng là cô vợ mới cưới của cậu, cho nên theo như cậu thấy thì chuyện này nên xử lý sao mới tốt hả? Cô ấy đúng là vợ mới cưới của tôi, nhưng cũng là quân nhân của ban thư ký. Quân nhân khi còn tại chức đã phạm lỗi thì nên xử theo quân pháp. Ừ, tốt. Cậu hiểu rõ đại nghĩa. Người đâu? Niệm tình hai người là vợ chồng, tôi cho phép cậu tự tiễn cô ta lên đường. Ngài tổng lãnh sự, tôi muốn xin ngài một việc. Xin tôi việc gì? Tôi rất yêu người vợ mới cưới này. Tôi muốn sau khi hành hình, đem thi thể cô ấy trở về quê, chôn trong mộ phần tổ tiên. Tôi không muốn cô ấy chết rồi còn phải dứt dưỡng. Hy vọng ngài tổng lãnh sự cho tôi được toại nguyện. Được, tôi hứa với cậu, sau khi cậu tiễn cô ta lên đường thì đem cô ta về đi. Cảm ơn ngài. Ghê gớm, hắn ta tưởng hắn lại thì ra là đao phủ của bọn người Nhật. Nhìn thái độ của hắn lúc nãy hình như có quen Lưu Ly Tử. Ê, anh nói coi sao hắn có thể ra tay vậy chứ? Ở chỗ người Nhật mạng còn không giữ nổi, còn ở đó mà niệm tình cũ hay sao? Ê, lại thêm một tên hán gian Nhật nữa. Chị ơi, phu nhân, phu nhân, trời ơi, lại đi, 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 lại đ